Hello, chào tất cả mọi người, mình là Đức Mèo Mèo. Ngày hôm nay thì mình có cái quà cho Bảo Vy. Úi trời ơi, đây. Hôm nay mình sẽ unbox cái hộp quà này nhá. Cái này là một cái nội dung này. Một cái nội dung này và cái gì nhỉ? Thảm nhạc. Đây, hôm nay mình sẽ unbox. Unbox bằng dao đi cho lóng ngầu. Đó, đây nhá, Karambit nhá. Unbox bằng Karambit luôn nhá. Hàng real đấy. Đó. Hộp này, đóng gói khá là... Đóng gói khá là kiểu nước ngoài ship về. Mặc dù nó hàng... chả biết được như nào. Trời ơi, dính keo vào con dao rồi. Ok. Ừ. Đấy, hôm nay unbox là một chuyện thôi, còn đâu khoe dao là chính. À, khoe dao là chính nha. Rồi, ok. Bảo Vy đang vừa khóc, vừa ăn, vừa ăn vạ. Người ta gọi là ăn và ăn vạ. À, rồi, ok. Ok. Đây, đầu tiên, cái này là cái... Thì rồi, mai mình đón kịp. Đầu tiên cái này là cái thảm nhạc nha mọi người nhá. Đây là cái thảm nhạc này. Hàng này là hàng nhập khẩu đấy, của người anh em láng giềng Trung Quốc. Đó. Anh em. Tại sao không có hàng Việt Nam nhỉ? Thế chứ. Ok, bây giờ mình sẽ unbox này. Cái này đầu tiên này. Ok, mở từ bên này đi. Tên tên. Ui. Còn màu hồng này. Mình sẽ lắp cái thảm nhạc cho mọi người xem nhé. Có cả gương luôn. Đồ nhiều phết. Đây nữa này. Cái gì đây? Pin à? Pin con thỏ à? Gì đây nữa, lại là pin. Còn cái này là cái gì? Đây là cái chống mũi à? Cái này toàn chữ Hàn Quốc luôn. Cái này không chơi cùng cả người anh em Trung Quốc. Có một cái vòng dâu tằm nữa này, chống giật mình, chống mồ hôi trộm, chống tránh tà ma vía dữ, giúp bé ngủ ngon. Ok, vòng dâu tằm nhá mọi người nhá, tặng kèm. Rồi, xong cái này. Giờ mình sẽ... À, thôi, từ từ đã. Cái này unbox sau đi. Mình sẽ lắp ghép cái kia trước. Lắp ghép cái kia trước. Còn đây là cái nồi dung. Ghế dung này. Lắp ghép này trước nha. Ok, tạm thời đóng vào đã. Tí lại phải lau lại, dính keo rồi. Tí phải lấy cồn lau lại. Có hướng dẫn lắp không nhỉ? Chắc là không cần đâu. Mình xem đây này. Ây da.
Bảo Vy là thánh ăn vạ luôn. Thật sự. Đây nha, mình đang lắp vào đây nha. Thảm mình để đấy thôi chứ. Cái này là cái gì? Nhè. Đó. Cũng dễ thôi. Không có gì là làm khó được một kỹ sư nông nghiệp như mình cả. Thôi. Tôi viết à? Vít thì dùng dao luôn đỡ phải tô với cả vít. Ba viên pin. Đó, nhạc lên rồi nha. Đây chỉ là nhạc chuông, nhạc 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 khởi động thôi, chưa phải là nhạc chơi. Tiếp theo sao là cái gì? Lắp này đây. Just on the mic. Móc từ dưới móc lên chứ. Chỉ cần dài ra để cho nó căng cái thảm ra thôi. Đó. Đó. Bây giờ đến lắp những cái phần tiếp theo của nó. Đó là phần đồ chơi toàn gấu luôn. Cái đâu nhỉ? Ok luôn. Game nó là dễ. À, nằm ở đây đúng không? Nằm đây thì để treo theo hướng này. Phải Hâm một cái này.
Cái gương mà chỗ mình treo chứ. Cái gương, gương kia ngự ở trên tường. Đêm nay ai sẽ lên giường cùng ta? Rồi, lắp xong. Đưa đến cái gương, lốt cái gương. Gương mở thế. Gương hơi mở nha. Này nó mới đúng. Biết tại sao không? Chắc chả biết. Rồi. Trời đất, mình trông buồn cười thế. Nó cứ gật gù, gật gù. Ok. Vậy là cuối cùng mình đã finish cái bộ lắp ghép đầu tiên. Blueprint. Để cho bé nằm. Đó, đây, vậy là đã xong rồi nhá. Nằm đây này. Xong rồi là ở trên cái này thì có hình con cái heo này, bạch tuộc này, cá ngựa này, rùa biển này và Nemo này, sao biển này. Con Dory đâu ấy nhỉ? Con Dory đâu ấy nhỉ? Không con Dory. Ok, và ngoài ra thì nó còn có cả cái thước đo chiều cao của bé nữa. Cao nhất là maximum là đến 70 nhá. Còn đây dưới này là có bốn cái bàn đạp này, bốn cái bàn đạp màu hồng này này. Đây này, này. Đấy, để bé đạp này. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Rồi, ok. Vậy là đã xong. Rồi, món đồ tiếp theo. Món tiếp theo mình sẽ unbox, nó sẽ là cái ghế dùng à. Đeo vòng rồi đây à. Ok, tiếp theo đây, ghế rung đây, nguyên hộp đây, để xem nào, các thông số kỹ thuật của nó như nào nào. Này, cái này trẻ nặng tối đa là 18 kg nhá mọi người nhá, 18 kg. Ok, 18 kg luôn. Chắc chắn đấy nhỉ. Xem original của nó là xuất xứ từ quốc gia nào. Ồ, vẫn là người anh em láng giềng Trung Quốc luôn. Về chứ, lậu phộng. Anyway thì dù sao thì đó cũng là cái thị trường lao động giá rẻ trên thế giới mà. Nên là cái việc xuất xứ bên đấy nó cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? Cả thế giới người ta dùng, không phải mỗi Việt Nam đâu. Đây, trong hộp đây. Lại một bộ ghép hình tiếp. Lại tiếp tục chơi xếp hình. Đấy, đêm nay anh cũng một mình. Ước gì anh được xếp hình cùng em đây. Ôi thôi chết rồi. Bộ này chắc là phải ra ngoài lấy cái tô vít đã. Không xoáy bằng dao được. Thế đầu tiên bỏ tháo ra trước này. Toàn bộ đồ nó đây nhá. Đó, toàn bộ đồ đây, à, bỏ xuống dưới này, ghép cho nó thoải mái. Chờ đã để mình đi lấy Tolovit rồi. Không, tí nữa. Rồi, tiếp tục nào.
đầu tiên là đọc sách hướng dẫn đã, phải đọc hướng dẫn thật là chi tiết thì đến lúc đấy mình mới có thể lắp ghép vào được. Ok, bắt đầu nào. Đã bảo không có rồi. Gửi cho tôi làm gì? Xin bạch tuyếp. Cái này là cái ở mặt sau này. Ok. Hai chân đâu? Hai chân. Ok, đây là hai chân này. Rồi ba, ok. Rồi ba xong, bỏ lên đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lắp nhá. Đầu tiên là cái seat back này lắp cùng với là cái gì? Cái cong cong à? Lắp cùng cả cái này à? Ok. Side rail này. Rồi, ok. Rồi. Năm nay công ty không lương lương. Sao thế? Vì không nhận được bảng thông báo lương lương. Ok nào, mình sẽ bắt đầu ăn, mình sẽ bắt đầu lắp ghép nào. Dư Lào nha. Cái này phải giữ hộp lại để còn bảo hành không? Chắc không rồi nhỉ. Ok, bây giờ hai cái này ở đây này. Sẽ cần một cái kickstand đó, tôi đã. Rồi. Chuẩn bị sẵn ra cái kickstand đâu, cái kickstand đâu. Dung là một này. Kickstand. Đây. Kickstand là cái dài hay cái ngắn? Đây, cái là cái này. Ok. Rồi lắp cái bách này vào này. Bách này vào đây này. Một cái này.
hai cái này. Ok, tiếp theo là lắp fit vào bắt tầm. À rồi, ok rồi, chỉnh gãy lên một tí rồi. Bây giờ là lắp fit vào này, fit bên này. Bên này khớp cho cái này. Cái fit bên này. Vào bên đây. 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 Cắt ở đây đúng không? Ok. Rồi. Đây này. Lúc này mới là xoáy ốc. Đây. Nắp này ở đây. Rồi, là bắt đầu xoáy ốc. Bộ ốc của nó đâu nhỉ? Ở đây. Vỡ rồi, vỡ rồi. Lắp cái thiết bị rung này vào. Hơi cứ trắng trắng thế á. Hai cái trắng trắng đấy chắc là của phần sau. Xem phần sau em nào. Chưa nhìn thấy, từ từ đã. Để làm lần lượt. Đây, tôi biết là bắt bằng cái này vào đã. Này, đặt xuống đây. Đặt xuống đây, lắp cho nó khớp. Cái này hả? Đâu nó để lắp trực tiếp luôn mà. Ngay đâu có vừa ở đây đâu.
Vừa đây mà. Tới tới dài hơn. Dài hơn. Kia không chưa tới. Rồi, ok. Tiếp theo thì lại sẽ bắt lại cho nó khớp hơn. Đến cái này. Cái này sẽ lùa xuống dưới này. Này sẽ đổ xuống đây và bắt vít vào. Ok, vào đây này. Vít này của nó là vít gì? Vít dài luôn, 50 này. Vít dài 50. Ok. Rồi, ok. Một cái này. Đến bên này. Quy trình cũng như vậy. Lắp vào. Vít 50. Đó, chốt rồi. Bật vít của vít. Đó. Đây, xong, này. Tiếp theo đấy, chưa từ từ. Tiếp theo sẽ là cái này. Này sẽ lắp ở đây luôn, lắp ở đây luôn, lắp dưới này, dưới này, lắp theo chiều nào. Rồi, ok. Vít 30. Con này chắc 30. Ô, thừa một cái này à? Cái con hai cái nhựa trắng kia nắp ở đâu?
Để xem, chưa thấy. À, đây. Đây. Không phải. Đúng, rõ ràng là nó rồi. Đây, 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 đây. Nó là cái này. Ừ, từ từ đã chứ. Rồi xong rồi là người ta sẽ bắt chặt cố định từng con sau. Tạm tạm rồi đã, mình sẽ bắt chặt cố định sau. Ok. Cái này thấp thế này à? Rồi, tiếp. Tiếp theo. Đây. Từ từ, cái gì nó phải có quy trình của nó. Sau đó mình sẽ chùm cái này lên. Ai xa. Đó. Chuồng này lên, đai hai bên này, chuồng này lên, chùm hết cái này ra đây. Bảo Phi là thánh ăn vạ. Nói thế nó ghét cho. Thế thì nó ghét cho phải. Đó. Ok. Cái này là gì? Đây. Cái con cá ở dưới. Cá ở dưới thì... Rồi. Rồi đây. Bắt vào cái hải này. Để kéo nó xuống. Rồi. Ok. Chốt. À, cho lắp pin này. Quên mất rồi. Lắp pin này. Lắp pin đã. Không có rờ rắc gì hết. Ok, vào vai, pin con thỏ đâu?
Ơ, tưởng trước nhà mình vẫn còn mấy cục pin to này nha. À, lắp lên đàn rồi. Ok, lắp vào thế này rồi thì bây giờ sau đó là mình sẽ cố định các con ốc lại này, bắt cho nó chắc chắn luôn. Sau đó thì là chốt đơn. Vẫn chưa xong đâu nha. Vẫn chưa xong đâu nha. Bắt chặt này. Ừ, rồi. Ừ, còn thừa mấy con ốc này làm gì? Lắp lốt vào đâu bây giờ? Biết còn chỗ nào để lắp nữa không? Thôi rồi, hòm hòm rồi đấy, tạm tạm thế đã nhá. Ok. Tiếp tục lắp ghép tiếp. Chưa xong hoàn toàn đâu. Chưa xong hoàn toàn rồi. Biết này. Làm được bao nhiêu lâu thì cái này nó rách. Đấy, đây, dùng đây. Được. Ok, tiếp theo mình sẽ lắp cái bộ toilet vào. Em bé đây. Chú ếch xanh. Chú ếch con. Hai là hai mắt tròn. Chị ngồi học bài mất mình. Ok, vườn xoan. À, đây sẽ là phía trước mặt của bé. Đây là mình sẽ lắp con ếch theo hướng như thế này. Rồi. Đây là lúc bé thì nằm sẽ như thế, còn lớn lên thì mình có thể tháo ra được, không cần phải lắp cái này vào khớp chưa nhỉ. Bên này còn nghe thấy tạch một cái, bên kia không nghe thấy gì. Rút ra lại đây này. Rồi, tạch rồi đấy. Nếu nghe tiếng tạch là confirm nhá mọi người nhá. Rồi bây giờ đến connect này, rút chốt này. Nhạc. Lên. Đó. Ok, vậy là ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái thử thách là lắp ghép hai bộ xếp hình cho em bé.
thừa hai con ốc không biết để làm gì. Ok, sau ấy khuyến nghị nhà sản xuất nhá, cho vào thì nó đủ thôi nhá, chứ đến lúc phải lắp vào thừa hai con ốc giống ngày xưa lắp máy vi tính lắm. Tự dưng lắp xong thừa hai con ốc. Ấy à, hay là nó cho đủ nhưng mà mình lắp thiếu nhỉ, để mình xem lại lần nữa xem nào. Nghi lắm. Ờ, chỗ này có cái lỗ này. Chả biết để làm cái gì. Check lại lần nữa xem nào. Không thể nói gì đến con ốc sau. Ừ, chỉ thấy sắp chốt thôi. Không ốc ục gì nữa. Ok, thôi được rồi. Vấn đề đã được giải quyết. Mình sẽ phải mang đi bảo hành cái này, tại vì lỗi này là lỗi nhà sản xuất, thừa hai con ốc chứ. Do lỗi nhà sản xuất, thừa hai con ốc nha. Sản phẩm này bị lỗi, thừa mất hai con ốc. Chờ tí để tôi nới dây ra đã. Ok. Nào. Đây mình sẽ cảm thấy nữa nha. Rồi, một nấc này. Mà nó cũng chỉ có một nấc thôi. Mọi người bóp vào đây nhá. Bóp vào đây này. Ơ, sao bên này không bóp được? Một bên thôi. Không, làm gì có chuyện một bên. Rồi. Hết cỡ rồi. Đúng rồi, đây hết cỡ rồi. Ngả rồi, nó có hai vạch ở đây thôi. Nào, ok. Xuống để nhận thử. Để đây vào. Xa. Đấy. Nằm hẳn lên giường luôn cơ. Nó chịu. Ok, nào. Test đi xem nào. Trời ơi. Thắt dây an toàn vào. Ý. Nha. Ok. Đây toàn là các cái sản phẩm để unbox hàng đấy. Đây, giới thiệu cả mọi người. Đây là ba con dao mà mình thường xuyên dùng để unbox các cái sản phẩm. Thì gồm có một con dao như thế này, chả biết nó là dao gì, ok, chỉ biết là dao thôi. Carambit, Fork Carambit của Ý, Italia sản xuất. Còn con này là Cool Steel. Đó, Cool Steel. Con này là của Taiwan sản xuất, hãng Cool Steel. Đó. Dạng kiểu stiletto, ok. Đó rồi, đây là bảo vi này. Đấy. Ừ, thì mẹ mày đỡ phải ấy đúng không? Đỡ phải bế đúng không? Ok, ở bên trong kia là thảm nhạc. Còn đây là nồi dùng. Ok. Rồi, mình sẽ dừng video clip tại đây nhá. Sau khi đã unbox hai sản phẩm thì bây giờ mình phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này đây nhá. Ok, bye bye. Chào tất cả mọi người.